chào mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một vấn đề là nhện bị bắt mót nha các bạn. Con nhện bị bắt mót có nghĩa là con nhện bị kẹt xác. Đây này các bạn này, cho bạn xem này, con nhện của mình đang lột xác nhưng mà nó bị kẹt xác. Thì mình sẽ quay cho bạn xem con nhện bị kẹt xác như thế nào nha. Ok. Hơi tối một xíu cho nên là mình bật đèn flash cho các bạn xem nha. Đây con nhện của mình đang lột xác này, nhưng mà con này thật sự rất là đặc biệt luôn các bạn. Có nghĩa là con này con nhện đực, nó đã là nhện đực rồi các bạn, nó đã trưởng thành rồi. Thì lần đầu tiên mình thấy là con nhện trưởng thành mà nó đi lột xác thêm một lần nữa các bạn, có nghĩa là nó đã có móc rồi nhưng mà nó đã giao phối một thời gian rồi. Nói chung là lúc trước mình nó đã trưởng thành hết, mình phải cho giao phối nên nó bị hư các bạn. Xong nay tự nhiên mình thấy nó đi lột xác lại thì rất là hay luôn, rất là đặc biệt luôn, lần đầu tiên mình thấy luôn đó các bạn. Mình chưa nhìn cũng lâu lắm rồi nhưng mà lần đầu tiên mình thấy con nhện nó như vậy. Mình cũng không biết là có bạn nào nuôi mà cũng như vậy thì chia sẻ với mình với nhá, tại vì mình ở đây là lần đầu tiên, cũng hơi là bỡ ngỡ một xíu nhưng mà nhìn mình thấy rất là hay luôn. Nhưng mà cái con này một cái là bây giờ nó lột xác xong nó bị kẻ xác các bạn này. Đây các bạn, mình cho bạn xem, các bạn có hình dung ra được là con nhện của các bạn là kiểu như bộ phận sinh dục. Nói chung là cái đầu tiên này, đây nó đang cái móc này, đây là hai cái móc các bạn. Nhưng con này đang bị kẹt xác, có nghĩa là nó rất là yếu, vì là một phần nữa là phải cứu nó, không có cứu, không cứu được nó thì nó sẽ chết, vì là nó sẽ bị khô người các bạn. Đây, mình sẽ quay cho bạn xem. Đây, con nhện bình thường á nó sẽ không có hai cục này đâu các bạn. Đây thì mình quay cận cảnh cho bạn xem nha, tại vì với lại là mình để ý là trên nhìn nó bạn cũng ít người làm clip với lại là ít người chia sẻ kỹ ấp. Thì mình thấy mà nếu mà các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn ủng hộ mình nhá, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Đây này, nó có hai cái móc đây này, đó là hai con nhện, là có nghĩa là hai cái bộ phận sinh dục của nó, là hai bộ phận giao phối của nó ấy, nó đang sâu nha các bạn. Nhưng mà toàn bộ chân thì ra hết rồi nhưng mà nó bị kẹt hai cái chân đầu, là hai cái chân mà chung là có cái móc á. Thì bây giờ mình cũng chẳng biết làm như thế nào hết, thật sự là rất là kỳ luôn các bạn, rất là kỳ luôn. Đây này, nó cái chân này mới có ra, đã ra chưa? Ôi cũng chưa ra luôn hả? Ôi bị kẹt, thành ra là bị kẹt ba chân các bạn, bị kẹt ba chân đúng không ta? Mình xem đây, đây là cái đầu này. Đây các bạn quan sát nhá, thì mình sẽ làm từ từ thôi. Để mình xem cái chân này được ra chưa nào. Cảm thấy mình xẻ luôn này, đây cái đầu của nó các bạn này, đó cái đầu này. Thì mình hy vọng là mình bị thôi chứ các bạn đừng có bị nhá. Các bạn bị, nếu mà gặp các bạn gặp con nhện bị bắt mót hoặc bị kẹt xác, các bạn xử lý rất là khó khăn luôn á. Mình đây mình cũng bỏ tay luôn chứ không phải nói các bạn đâu. Đây là cái lưng của nó này, bạn thấy mình sẽ bỏ ra ngoài này hết rồi. Mình tạm thời mình sẽ cắt nhá, cắt cái xác của nó đi. Đây, cắt cái xác của nó để xem là cho nó gọn lại một xíu. Đây, mình sẽ xẻ cái xác nó ra. Đây này các bạn để ý này, đây cái móc này, đây này, đó các bạn thấy không, rất là rõ này. Đó
con đực thì con đực mới có cái móc này nhé, móc ngược nhé các bạn, với lại cái đầu đầu cái đầu đầu mà đầu hai cái tay của nó á, hai chân mà đầu chân đầu tiên á, hai chân ngắn á, là nó mọc ra một cái cục, với là cái cục này có cái móc này đó. Bạn hy vọng các bạn sẽ thấy là con nhện của bạn lúc đó lột ra nó đã trưởng thành rồi đó. Còn cái chân này như chưa ra hay sao mình nhìn không có được rõ nữa. Ok, để mình xẻ cái này ra này. Ok, mình như này cũng là cắt được cái chân của nó ra cũng mệt mệt các bạn. Đây này, mình cho bạn xem sơ qua cái xác cũ của nó trước này. Bình thường xác của nó lột ra thì rất là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà con này bị kẹt xác nên mình phải cắt từng khúc ra. Thì không phải đây không phải là cái chân của nó nha các bạn. Đây toàn xác không nè. Chứ còn cái chân của nó vẫn nó còn nguyên đó. Đó, bạn nhìn này. Thì đây cái đầu này, đây cái lưng này. Lưng cái bụng này biết cái bụng hay cái lưng gì đó. Rồi chân này là chân cũ của nó này. Mấy chân mà chân bình thường á thì nó đã ra hết rồi thì mình đã cắt hết rồi, còn còn mà cái hai cái móc hai chân đầu á thì mình đang còn khó khăn lắm, rất là khó luôn. Với lại là mình làm thì nó cùi quẩy các bạn, cho nên là mình phải khó làm, với lại là mình khó lấy được cái xác của nó ra. Đấy các bạn xem này, nó đang còn bị dính một cái miệng các bạn. Thì cái miệng hoàn toàn nó ra rồi, nhưng mà cái miệng nó đi liền với hai cái chân đầu á, cho nên là mình rất là khổ lấy luôn. Để mình để góc nào cho nó các bạn dễ xem nha. Cái góc này đi. Mình hy vọng là sẽ cứu được nó, chứ nó mà bị kẹt về tâm cực ý đó, hôm sau là chân tay nó bị cong hết các bạn, nó bị bát mót, có nghĩa là nó bị chân tay nó bị cong hết luôn. Thì đó, mình để cao cao lên một xíu cho các bạn dễ nhìn thôi. Mình cũng chẳng biết là như thế nào nữa. Đây này, nó bị kẹt hai cái chân này này. Đây chân này bị bình thường này. Đó các bạn thấy không? Cái chân này á, cái chân này là nó bị kẹt sắt, nó bị cong các bạn này. Không biết mai mốt nó sẽ lành lại nhá, nó sẽ thẳng lại thôi, nhưng mà bây giờ mình mà không có cách làm gì này, mình sẽ bỏ hai chân này luôn là có. Này. Trông con nhìn thật sự rất là tồi luôn các bạn. Cứu nó chứ không có nó chết. Hoặc đôi khi là mình phải bỏ hai cái chân này luôn này, hai cái chân bị kẹt đó các bạn. Lần đầu tiên mình thấy mà nhìn con nhện nó đột xác kiểu vậy, mà cũng là lần đầu tiên mà mình thấy con nhện nó bị bắt mót nặng như vậy luôn á. Bình thường mà bắt mót á là mình chấp nhận phải bỏ chân nó đi các bạn, nhưng mà không ăn được á, nó cắn mình không. Ui nó chảy máu, ui răng nó gãy hết luôn nữa các bạn, nó gãy răng luôn này, tồi ghê. Chảy máu nữa các bạn này, đây mình cho các bạn xem này.
đau lắm luôn á, thật sự rất là đau luôn các bạn. Tại vì nó đang bị lột xác xong các bạn, cho nên nó rất là yếu, cho nên mình không sợ nó cắn. Bạn nhìn này, ui nó ra rồi. Này các bạn nhìn cái răng của nó này, răng cũ á nha. Đó đây này. Đó, nhìn sờ không? Nhưng mà đây là cái vỏ thế này, đây là cái vỏ thế, nó chảy mọc. Ui răng nó còn trong này mà. Ok bạn ơi, mình là chưa thấy con nhện rất là tồi luôn. Có nghĩa có lẽ là con nhện tồi nhất, thật sự là tồi nhất mà mấy con nhện mình đã từng nuôi. Nhiều con nó, nhiều con nhện của mình hồi xưa nó bị chết đó các bạn, thì không, mình không có nổi, không có sao, chết thì chấp nhận thôi. Nhưng mà con này nó lột xác xong nó bị kẹt xác các bạn, bây giờ nó bị gãy một răng này, bây giờ tạm thời là mình không đồng nó nữa. Rồi hai cái chân của nó, hai cái chân mà hồi nãy mình chỉ các bạn móc á, thì mình đã rút được cái xác nó ra rồi, nhưng mà cái chân, hai cái chân nó đã bị teo các bạn. Đây này, bị teo luôn này, đây hai cái chân này này, nó không có bình thường nữa. Mình cũng không biết là cái chân này có còn móc nữa hay không, vì dính của nó các bạn này. Đó còn thấy không, cái chân này với cái chân, hai chân đầu tiên mà hồi nãy mình bảo các bạn đó, nó bị teo luôn. Mình cũng chẳng biết, bình thường nó lột ra nó không có như vậy đâu, nhưng mà này thêm một cái chân này, này thêm một cái chân này nữa, thì mai mốt chắc là mai mốt nó thẳng này. Đó rồi cái chân này nó bị cong queo trong mặt luôn các bạn, trong miệng luôn, rồi bị gãy một cái răng, một cái nanh của nó rồi đấy. Rồi cái răng nanh mà kiểu như về sau mà nếu mà nó sống á, thì đây là mình cứu cho nó sống nha các bạn, là có nghĩa là mình không có cần nó sinh sản cho mình nữa, hoặc là giao phối nhện của mình nữa, mình không cần. Mình bây giờ mình muốn nuôi nó sống thôi, tới khi nào nó chết thì chấp nhận, còn mà bây giờ nó đang còn sống thì mình phải cố gắng cứu cho được nó sống. Đấy các bạn nhìn thấy tồi không, chân tay của nó này không có bình thường luôn, nó queo cắp hết. Thì đấy các bạn nhìn cái tay, nhìn cái chân này, nhìn nó khác không, rất là khác luôn. Ôi đúng là con nhìn tồi nhất năm nữa. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình quay sát cho bạn xem này, tan nát hết luôn các bạn, tan hết luôn. Mình cứu nó thì mình chỉ mong nó sống thôi, chứ mình chẳng cần nó. Nó khi nào nó chết thì mình chấp nhận, còn bây giờ mình sẽ cứu nó thôi. Tồi rất là tồi luôn, thấy nó bị vậy rất là tồi. Cái này là nó cũng chẳng khác gì là bạn của mình, có thể là cũng chắc chẳng khác gì người thân của mình. Mình nuôi nó từ lâu rồi mà bây giờ bị vậy thì mình phải cứu nó, cái đó là trách nhiệm của mình. Đây này các bạn này. Con này là thì bây giờ mình quay cho bạn xem thôi nha. Này cái móc của nó này, đó các bạn thấy chưa, nó là trưởng thành rồi này. Hai cái móc, hai cái móc của nó ra, đây là bồi phần sinh dục của nó này. Rồi cái miệng của nó này các bạn này, cái răng nanh á, răng nanh con gì này các bạn thấy không. Đó đây mình để xuống cho bạn nhìn nhìn này, các bạn thấy không, không không được. Mình sẽ quay lại cho bạn xem. Đấy đấy các bạn nhìn này, cái răng của nó này, mình sẽ bỏ đây nhá. Ok một cái răng này, đây thêm một cái răng này này, đây đó, hai cái răng này thì cắn rất là đau nữa các bạn. Các bạn chưa bị cắn thì tốt nhất cũng đừng để nó cắn, cắn vào nó các bạn thấy đau, rất là đau luôn. Đó hai cái răng của nó này, hai cái nanh của nó này, rồi lật rồi có hai cái móc này, còn bên này thì xác bình thường thôi các bạn, thì nát hết rồi. Rồi con nhìn này thì đây, nãy giờ thì nó cũng vậy thôi các bạn, nãy giờ nó cũng vậy thôi. Thì nền cũng đủ ẩm này, nền bên khô bên ẩm này, có chén nước này phải không sao. Bây giờ mình sẽ đóng nắp lại, mình chờ cho nó một tuần, cho nó nghỉ một tuần luôn, thì rất là thì để xem nó như thế nào. Còn mình cũng không biết là nó sẽ sống hay không nữa, nhưng mà thật sự thể con nhìn nó rất là đau các bạn. Nó đau nổi mà lúc mà mình đùng, mình đồng nó vào á, nó cứ giật, có nghĩa là nó đau lắm á, thật sự rất là đau luôn, rất là tồi. Thật sự thấy con nhện của mình tồi lắm. Thì cũng là lần đầu tiên mình thấy như vậy đó. Con nhện đực thì bình thường nhé bạn, bình thường thì con nhện đực là có nghĩa là nó tầm cỡ các bạn nuôi đỉnh nhất là đực cỡ 1 năm hoặc 2 năm nó sẽ chết.
không tầm cỡ 3 tháng đến 4 tháng hoặc 5 nữa các bạn, thì nó sẽ chết chứ chưa bao giờ mà, có nghĩa là chưa bao giờ mà nó bỏ ăn nó đi đổ xác tiếp. Thì đây là con nhện đầu tiên, chứ tại bình thường mình nuôi cũng rất là nhiều nhện đực rồi, nhưng mà nhện đực con nào cũng đến tuổi nó sẽ chết hết á, không có lột xác như con này đâu. Con này đúng là lần đầu tiên thật, rất là hay luôn, nhưng mà thấy rất là tội. Mình hy vọng là con này sẽ sống nhá, sống được xong mình sẽ quay lại các bạn xem, tại vì con nhện này đặc biệt, thật sự rất là đặc biệt luôn. Thì mình sẽ cố gắng mình nuôi để xem nó như thế nào. Bị gãy một răng này, gãy một răng với lại là cái nanh các bạn, vậy thì gãy một cái nanh với lại là hư hai cái chân luôn rồi, hai chân cân hai cái móc các bạn. Thì mình sẽ cố gắng mình nuôi con này rồi, của mình sẽ cùng với lại là mình sẽ cố gắng làm được nhiều clip cho bạn xem. Thôi mình dừng clip nha, nói chung là mình chia sẻ cho các bạn thôi. Nếu mà các bạn, mình hy vọng các bạn sẽ không bị nhện bắt mót giống mình nhá. Thì các bạn thấy hay, các bạn ủng hộ kênh mình, đăng ký kênh để like cho mình nhá. Rồi mình sẽ cố gắng mình ra được nhiều clip cho bạn xem. Ok, mình chào các bạn một ngày mới thật vui vẻ nha.